What's up? Xin chào anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Dạo gần đây có rất là nhiều bạn đang tìm kiếm một chiếc bàn phím cơ giá rẻ nhưng mà lại có một cái thiết kế gọn gàng và cũng như là đầy đủ các loại switch như là blue, red và brown. Thì hôm nay đây mình sẽ cùng review cho anh em một chiếc bàn phím mới ra của thằng Idra, một trong những cái thằng chuyên sản xuất các cái bộ gaming gear nhưng mà là dành cho thị trường giá rẻ mà thôi. Vậy nên bây giờ mình sẽ cùng review chiếc bàn phím Idra EK387 này nhé. Ok, let's go. Rồi về cái vỏ hộp bên ngoài thì các bạn nhìn thấy là thằng Idra này có vẻ như đầu tư về hình thức khá là nhiều. Chúng ta nhìn thấy cái logo của Idra ngay đây. Ở phía bên tay trái thì sẽ là cái mã bàn phím EK387 và chúng ta sẽ nhìn thấy có dòng chữ 2 năm bảo hành dùng switch Otemu. Ở đằng phía sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy một số các cái thông tin cơ bản, ví dụ như kích thước, cân nặng cũng như là cái design của nó dành cho Việt Nam. Đây, cái thiết kế và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bàn phím, hình bàn phím ở ngay bên này. Chúng ta sẽ cùng mở hộp nha. Ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím nằm ở giữa đây, được bọc bằng túi xốp. Rồi nó cũng, cái hộp được thiết kế khá là chắc chắn cho nên khi các bạn cầm lên thì nó sẽ rất là nặng. Đó, cái dây của nó được bọc dù là đã. Rồi ở phía bên trong hộp thì chúng ta còn gì không? Hình như là không còn gì hết. Bên Idra hình như họ đã cắt giảm tối đa các cái phụ kiện bên trong. Ok, thì đây chính là chiếc bàn phím EK387 của thằng Idra. Thì như các bạn đã nhìn thấy, cái thiết kế của em này khá là gọn gàng và nhìn nó kiểu thiết kế khá là giống với một cái em full length. Thì cái thiết kế như thế này thì nó sẽ cho cái cảm giác rất là cứng cáp. Khi các bạn cầm lên thì các bạn sẽ thấy là các cái chân của switch sẽ được giấu ở phía dưới cái cây này. Và xung quanh bàn phím này sẽ được bọc hoàn toàn bằng nhựa nha các bạn. Tuy nhiên thì cái nhựa này không phải là nhựa bình thường mà nó có bằng nhựa rất là cứng và màu nhám. Thì dùng cái loại nhựa này nó sẽ tránh được cái trường hợp đó là bị giật điện. Với đầy đủ layout chuẩn như thế này, dùng layout chuẩn này thì các bạn yên tâm có thể chơi được keycap thoải mái. Phông chữ của em này thì khá là nhỏ nhắn và nó là phông chữ quốc tế cho nên các bạn nhìn nó sẽ không có bị tàu như những cái bàn phím ngày xưa. Có lẽ là bây giờ họ đã làm thiết kế theo kiểu này để cho nó tránh cái việc đó là nhìn nó khá là xấu. Ngoài ra còn một điểm đặc biệt nữa của em này đó chính là cái gầm của em này. Cái gầm của bàn phím thì phải nói là cực kỳ cao. Đây, nó có thiết kế cái gầm cao như thế này thì mình thấy giống như những cái con như là IKBC hoặc là những con Philco thì nó có thiết kế hơi cao một chút. Chúng ta sẽ có các cái đèn báo nhỏ ở phía trên này, phía bên phải. Ở phía mặt sau của em này thì chúng sẽ vẫn có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Tuy nhiên thì cái phím này nó sẽ cung cấp cho ta đến hai mức lẫy, tức là một cái là sẽ nâng lên một chút và một cái sẽ nâng rất là cao. Nó sẽ phù hợp cho nhiều đối tượng hơn. Và thường những cái thiết kế như này chỉ có xuất hiện ở những cái bàn phím cao cấp mà thôi. Ngoài ra thì mặt sau chúng ta sẽ có ba cái rãnh đi dây như thế này. Một cái là đi về phía trước, một cái bên tay phải và cũng như là bên tay trái. Cái này mình rất là thích cái, những cái bàn phím có thiết kế như thế này, tại vì nó sẽ giúp cho chúng ta đi dây gọn gàng hơn. Chúng ta vẫn sẽ có bốn cái cao su ở đây. Cái chân cao su này sẽ giúp cho bàn phím bị chống trơn trượt. Ngoài ra thì có một cái decal logo của thằng Idra EK387 ngay giữa này. Thế là hết rồi. Rồi chúng ta sẽ nhìn qua luôn cái sợi dây của em này nhé. Dây cáp của em này thì là dây cáp bọc dù, rất là to và chắc chắn. Ngoài ra thì nó còn được cung cấp cả đầu chống nhiễu, đồng thời là cái đầu của dây cáp, đầu USB thì vẫn sẽ được mạ vàng, rất là cao cấp. Với cái tầm tiền như thế này thì mình cũng hiếm là khi mà thấy được những cái bàn phím mà được hỗ trợ đầy đủ như thế này. Ngoài ra thì cái dây cáp còn có cả cái dây quấn này nữa. Cái dây quấn này sẽ giúp cho chúng ta đi dây gọn gàng hơn, không cần phải hỗ trợ đến những cái dây rút bên ngoài. Về phần switch của em này thì sao? Switch của em này đang sử dụng đó là switch Otemu với ba loại switch riêng biệt, đó là blue, red và brown. Nói chung đây là một trong những con bàn phím giá rẻ hỗ trợ lên tới ba dòng switch khác nhau hiện nay thì ở trên thị trường rất là hiếm, mình nói thật là cực kỳ hiếm luôn đấy. Và cái giá của em này thì khoảng tầm cỡ hơn 500.000 thôi, quá là ok rồi. Tí nữa mình sẽ đề cập về vấn đề cái switch của em này sau. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái đèn led của em này nhé. Ok, như các bạn đã thấy thì em này có bố trí đèn led theo kiểu rainbow, tức là nó sẽ có rất là nhiều màu trên bàn phím. Tuy nhiên thì nó sẽ không thay đổi màu được như là RGB. Và cái cách bố trí của em này thì là theo chiều dọc như thế này. Khác với những con bàn phím bình thường là nó sẽ theo chiều ngang, thì cái chiều dọc này cho cảm giác nó lạ hơn là những bàn phím bình thường. Tuy nhiên thì nó vẫn là bản chất thì vẫn là led rainbow nha các bạn.
Về em này thì cái độ sáng của LED thấy nó là vừa phải đủ để cho các bạn có thể nhìn thấy kể cả vào ban ngày nha các bạn. Đó, như các bạn thấy là mình vẫn để đèn thì vẫn thấy đèn LED của em này rất là sáng. Và em này sẽ có một số các cái thao tác cơ bản để chỉnh đèn LED, ví dụ như là ấn nút cộng để mà tăng tốc độ của LED. Đây. Nó sẽ chạy nhanh hơn. Và ấn nút qua phải hoặc là qua trái để mà đổi chiều LED. FN cộng nút lên hoặc là nút xuống là để tăng giảm cái độ sáng của đèn LED. Thế thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn thay đổi các cái chế độ LED thì các bạn ấn FN cùng Insert, Home hoặc là Pay Up, Pay Down, End, Down. Thì mỗi nút nó sẽ có khoảng tầm 3 chế độ để cho mình thay đổi. Thì nữa mình sẽ show cho các bạn xem. Riêng ở chế độ End thì nó sẽ cho phép chúng ta thiết lập những cái chế độ riêng của chính mình. Ví dụ như là mình muốn nút nào sáng thì mình chỉ cần ấn thêm FN một lần nữa. Rồi sau đó mình sẽ thiết lập cho nút sáng. Hoặc là ấn thêm một lần nữa thì nó sẽ tắt cái đèn LED của nút đó đi. Sau đó chúng ta sẽ ấn FN và nút N một lần nữa để lưu lại. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ show cho các bạn các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa đi qua cho các bạn xem chế độ đèn LED của em này. Phải nói là một trong những chiếc bàn phím mà mình thấy LED Rainbow nhưng mà nó hỗ trợ rất là nhiều chế độ, cực kỳ ngon. À, mình quên nói cho các bạn một chút về cái keycap của em này. Thì em này đang sử dụng keycap ABS Overshot. Và tất nhiên ABS Overshot thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta được một cái, đó là sẽ không bao giờ bị bay chữ theo thời gian, cũng như là hỗ trợ xuyên LED nhìn khá là đẹp. Tuy nhiên thì những cái thằng mà dùng keycap ABS thì nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là nó sẽ bị bóng theo một thời gian sử dụng. Nếu như các bạn muốn ngon thì có thể nâng cấp lên những chiếc keycap PPT để được gõ sướng tay hơn và cũng như là nó sẽ được không bị bóng. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần hiệu năng của em này. Về cái switch thì đang sử dụng là switch của Otemu. Otemu thì cũng được đánh giá khá là cao trong những cái dòng switch của thằng Tàu. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ đứng dưới Cherry, Keo hay là một số cái switch khác, xịn sò khác. Nhưng mà với cái tầm giá tiền này thì mình không thể đòi hỏi gì hơn. Và đặc biệt là em này sẽ hỗ trợ 3 dòng switch, đó là Blue, Red và Brown. Cho nên hôm nay mình sẽ cùng gõ cho các bạn 3 loại switch luôn. Thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa, đó là Blue sẽ có tiếng clicky. Brown thì với Red thì đều sẽ là không có tiếng. Tuy nhiên thì Red nó sẽ nhẹ hơn một chút. Còn Brown thì nó sẽ nặng như Blue và nó sẽ có thêm cái khấc. Cái này mình đã nói nhiều lần rồi là Brown với Red đều không có tiếng mà có rất là nhiều bạn muốn mình test. Cho nên hôm nay mình sẽ cùng test luôn cho các bạn 3 loại switch luôn nha. Ok, như vậy là mình đã vừa đi qua cái phần test tiếng của ba em này. Thì như các bạn thấy đấy, cái phần tiếng của Blue của nó nghe khá là êm. Brown với Red thì vẫn có tiếng kêu, tuy nhiên thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với Blue. Về cái cảm giác gõ của em này thì mình phải nói thật nó rất là đầm tay, cực kỳ chắc chắn luôn. Một trong những cái bàn phím cơ giá rẻ mà mình cảm thấy rất là hài lòng về cái phần phím gõ như thế này. Đặc biệt là những cái nút Shift hoặc là nút Space, đó, những cái nút dài như thế này thì mình... Khi mà mình gõ thì không có cảm giác lọc sọc của lò xo. Nó rất là cứng cáp, không hề có lung lay luôn khi mà mình sử dụng. Về cái lực nhấn của em này thì nó sẽ khá là vừa phải. Tuy nhiên thì nó sẽ nặng hơn một số các cái dòng switch quang. Và nó sẽ nặng hơn một số các cái dòng switch đến từ Trung Quốc khác. Nhưng mà chính vì vậy sẽ cho cái cảm giác bấm nó khá là sướng tay. Và nếu như các bạn có thể thay bộ cái cáp PPT nữa thì rất là ok đấy. Rồi tổng kết về em này nhé. Thì em này sẽ có những cái ưu điểm nào? Đầu tiên nó sẽ nói về giá. Giá của em này khá là thơm trong cái tầm giá mà được chính hãng nha các bạn. Bảo hành 2 năm với giá chỉ hơn 500 ngàn mà thôi.
Và cái thứ hai của nó sẽ là bùi cực kỳ chắc chắn. Đó, cái bùi như thế này mình thấy rất là hiếm có ở những chiếc bàn phím cơ rẻ tiền. Cái thứ ba nữa là dây bọc dù này, rồi có cả cục chống nhiễu này, đầu USB mạ vàng rất là ngon. Keycap thì layout chuẩn, double shot đầy đủ cả. Có một cái yếu điểm duy nhất của em này đó chính là cái đèn LED của em này sẽ không được sáng cho lắm và cũng không có hỗ trợ đèn LED RGB. Mình cũng sẽ không thể nào đòi hỏi được LED RGB của em này. Nhưng bù lại thì em này có một cái hệ thống đèn LED cực kỳ ngon với rất là nhiều chế độ LED, phải nói lên tới gần 20 chế độ LED đấy, chứ không phải ít đâu. Ok, với tầm giá này thì các anh em có sẵn sàng mua em EK3A87 này không? Theo như mình thì mình thấy nó cực kỳ là đáng mua trong tầm giá đấy. Còn nếu như mà các anh em có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Nếu các em thấy hay thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh Boss giúp mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À quên, nếu mà các bạn có thể theo dõi thêm các cái video ở phía bên tay trái, phía bên tay phải màn hình nhé. Và nhớ đừng quên like và ủng hộ kênh đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!